Chào mọi người, mình là Trung. Bây giờ đang quay video Cần Câu ở bên kênh Cần Câu Nhật Bản nha mọi người. Kênh mình là Cần Câu Nhật Bản, tất cả chữ đều viết thường và viết tiếng Việt có dấu nha. Đấy. Đây. Đấy, Cần. Cho mọi người coi sơ qua cái rồi mình giới thiệu sơ qua Cần nha. Đây. Bán mấy cái nhỏ nhỏ trước nha mọi người, quay mấy cái nhỏ nhỏ trước đi, còn mấy cái to quay sau. Trước tiên là cái này đây nha mọi người, đây cần hai đoạn, mà cái này thì nó gãy mất cái khuyên tay nè, nó gãy khuyên nha mọi người, chỉ còn miếng sắt như thế này thôi. Mọi người về lấy một miếng sợi thép, mọi người bẻ cong lại như thế này và mọi người cột ở đây được, cột dù cái này đơn giản mà. Đấy. Đấy. Còn như mấy cái này thì mọi người cột thêm nhựa đồ vào. Đấy. Hai con cước ngon cột đây. Đấy. Đấy. Nha. Đây là cái bát để gắn máy nha mọi người. Đây. Hôm nay thì để mình đo thử xem thử nó bao nhiêu nhá. 1 viên, 2 viên, 3 viên, 4 viên. Con này 1m2 nha mọi người. Con này một ủa không, con này một m sáu mọi người. 1m6, con này 1m6. 1m6 thì tương đương với một đoạn khoảng là khoảng gần 80 phân nha mọi người. Đấy, rút ra đoạn khoảng gần 80 phân. Đây này, số 1 nha mọi người. Số 1. Con này bán 130.000. Đấy. Con này chất liệu là như là nhựa cứng hay sao. Đấy. Số 1, 130.000. Tiếp theo. Đây. Tiếp theo bộ này. Bộ này là cần Olympic nha mọi người. Olympic này. Đấy. Bộ này cần 3 đoạn nha mọi người. Cần 3 đoạn. Thì đây, mình sẽ ráp vào cho mọi người coi. Đấy. Mình ráp vừa thôi chứ ráp nặng quá tí rút là cực. Mọi người về nhát vào nhé. Để mình đo xem thử khoảng bao nhiêu mấy. 1 viên gạch, 2 viên gạch, 3 viên gạch, 4 viên gạch, 5 viên gạch, 6 viên gạch. Cần này 2m4 nha mọi người. Cần này 2m4. Đây. 3 đoạn 2m4. Đây, 3 đoạn 2m4. Đấy, này. Ba đoạn 24. Đấy, tháo luôn cái đoạn này ra. Đấy, này. Nha mọi người. Khuyên đồ có đây nhé. Đấy. Cần Olympic nha mọi người. Olympic 3 đoạn. Chiều dài 2m4. Thu vào thì một đoạn này khoảng cỡ là 80 phân nha mọi người. Thu vào ngắn nhất thì khoảng cỡ 80 phân. Đấy. Rồi. Bộ này là bộ số bộ số 2. Bộ này là bộ số 2. Bộ này mình bán với giá 250.000. 250.000 nha mọi người. Bộ số 2 250.000. Quay máy thế này mà mấy thằng của em nó ngồi sau nó cứ thúc lưng, nó bảo để cho em, em đi cao. Khổ đấy phải. Đây. Nó kêu thôi, để cho anh để cái khác, còn cái này lỡ quay rồi bán cho người ta. Đấy. Cái mất công anh quay rồi mà giờ đưa cho mình, anh quay đi quay lại cực anh. Đấy. Tiếp theo là cái cần này, cần đơn nha mọi người, cần đơn. Đây. Cần đơn. Cái cần này thì dài 2m7 nha mọi người.
2m7. Cái cần này nó bị tụt mất cái đế, bị tụt mất cái đế xu vô này, cái nắp xu vô này nó tụt nên mình phải dán lại chứ không tụt cái mấy cái đột ở phía trong đâu nha mọi người. Còn trây này nó có nắp đại này, nó có cái nắp đại này. Đấy. 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 Nắp đại nhưng mà cái này nó cái đột đây này thì nó bị tụt mất cước rồi. Tụt mất cước rồi, mọi người về cột lại nha. Đấy. Đấy. Cái kem 3 4 5 6. Ủa, 2m4 mà đang giống 2m8 kìa đi trời. 4 đoạn. Còn 2m7 mọi người ơi, cần 2m7. 2m7 4 đoạn mọi người ơi. Đọc nhầm, 2m7 4 đoạn nha. Đấy. Nhìn khá là nông cơ. Cần này cần số 3. Và thằng này bán 150.000. Số 3 150.000 nha mọi người. Tiếp theo đây là cây nào nhỉ? Tiếp theo còn cây cái cần này nữa. Cần này cũng cần đơn nha mọi người. Cây này cây cần đơn. Bây giờ lúc này có hai cây cần đơn sao? Này, này. Còn luôn, còn cái dây để cột cước luôn nha mọi người. Đó. Đoạn này. Một đoạn, hai đoạn, ba đoạn, thằng này cũng bốn đoạn luôn. Một, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám, chín. Thằng này cỡ khoảng 3m rưỡi nha mọi người. 3m rưỡi, 3m4, 3m rưỡi gì đó. Đấy. 34, 34 gì đấy. Đó. Đó. 4 đoạn nha. 4 đoạn. Đây. Cái cần số 4. Cần này mình bán 170.000. Đây có hàng số 5 à. Con này. Nó bị mất cái mấy cái khuyên rồi nha mọi người. Còn cái bát đây. Mà mất cái khuyên rồi. Bát này Fuji này. Đấy, này. Ngửa cái camera này. Đấy. Mất khuyên rồi. Chỗ này nó bị mẻ bể gì chỗ này xí. Đấy. 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 Con này thì nó bị mắc cái đế xù chứ nó bị bẻ cái đế nhựa dưới này nha mọi người. Bẻ cái đế nhựa dưới này này. Này. Rồi 1 2 3 4. Con này khoảng 2m rưỡi nha mọi người. 2m rưỡi. Đấy, 2m rưỡi đoạn này. Đấy. Rồi. Chửi 2m7 gì đó. Thu vào ngắn nhất là 60-61 phần. Đây. 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 Con này thì số 5. Con này bán 90.000. Con 5 90.000 nha mọi người. Tiếp theo là cái cần này. Cần Olympic này nhá. Cần Olympic nha mọi người. Đây. Này. Đấy. Đấy rồi. Cần này thì nguyên bản của nó bao nhiêu mấy cần. Để mình sổ ra luôn coi thử. Cần này nằm từ khoảng cỡ 2m9 nha mọi người. 2m9. Đấy. 2m9 Olympic. Đấy.
ba đoạn nha mọi người, ba đoạn, ba đoạn. Để mình đo xem thử thu vào ngắn nhất là một mét móc, thu vào ngắn nhất là một mét móc mọi người. Đây. Nó còn hai cái khuyên chỗ này, chỉ có là cái khuyên trên ngọn là nó bị gãy rồi, bị gãy ngọn rồi. Đây là cần số 6. Số 6 này mình bán 200. Sáu 200 nha mọi người. Tiếp theo nó được cái cần này thì nhìn hơi cũ này, tay cầm nó chỗ này không bằng gỗ này. Đấy, nó có ba đoạn như thế này, ba đoạn mình thấy khuyên có vẻ đầy đủ đấy. Đấy. Gắn vào thử xem nữa cái này nó dài bao nhiêu mét nhé. Cái này là bát để gắn đế vào này. Đấy, gắn ra cái đế, gắn cái máy cầu vào đây. Cần này dài đó 2m4 nha mọi người, 2m4, 2m3 cho đến 2m4, đấy, 2m3 cho đến 2m4 nhé. Đó, cần dài 2m3 đến 2m4. Cái cần số 7. Cái cần này mình bán 170.000. Đấy. Tiếp theo là cây này, cần này. Đấy, tôi cần là ba đoạn đây nha mọi người, ba đoạn. Đấy, này. Cần này thì giờ không thấy nó hẳn gì mà nhìn nhé, giống Olympic chứ. Biết nó hẳn gì thì nó cũng bị mắc chữ rồi. Đấy, vậy gắn thờ qua thờ để thử chứ. Cái này gắn mặt nhờ lúc mặt quá. Mình đo 1, 2, 3, 4, 5, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7. Cần này dài khoảng 2m8 nha mọi người, 2m8, 2m8 nha mọi người, 2m8, 2m9. Đấy, 2m8, 2m9 vậy đó. Đấy, ba đoạn này. Đấy, khuyên đầy đủ nhé, khuyên mình thấy có vẻ đầy đủ đó. Chỗ này có khuyên, chỗ này không có khuyên, đúng rồi. Ba đoạn. Đoạn này là số 8. Đoạn này mình bán 250.000. 250.000 nha mọi người. Tiếp theo đây là cái cần, cần số 9 này,
Đây. Cái cần này 4 đoạn nha mọi người. 4 đoạn rất là dài. 4 đoạn rất là dài luôn. Không biết dài tới bao nhiêu đây nè. Cần này hình như là 5 mét. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hơn 5 mét mọi người, hình như 5 mét 2 á. Cần này như 5 mét 2. 4 đoạn 5 mét 2 nha mọi người. 4 đoạn như 5 mét 2. Có một cái tem này mình cho mọi người coi, mọi người không biết là mọi người có biết cái tem này của cái hãng nào hay như thế nào đây. Này, mình thấy NFT đây này, tem này. Đó, này. 4 đoạn cỡ khoảng 5 mét 2 nha mọi người. 4 đoạn khoảng 5 mét 2 đó, mọi người coi từng đoạn đi. Đó, to khủng bố lắm. Này, to này, mọi người coi nó với cái so với cổ tay của mình nè. Đấy, nó to lắm nhá. Đấy. So với cái bút dạ này. Đó. Để cho mọi người thấy trực tiếp luôn. Có cái thước kẹp mà thước kẹp vứt đâu rồi giờ chưa có thời gian kiếm đấy. Đó. Này vẫn có đủ khuyên nha mọi người. Vẫn có đủ khuyên nhé. Đấy. Đấy. Đúng rồi. Cái cây nữa đó. Đúng rồi. Đó. Cái cần này cần số không ai rồi. Số 9. Đúng không? Cần này mình bán với giá 400. Đấy, 400 nha mọi người. Dạ. 400. Cần câu biển ấy, dài mà to, cần này nữa. Đây. Cần này cũng hàng về trái, anh nhìn hàng anh thấy toàn 250 không tên ship. Tên ship khoảng 450.000. Cần này cũng 4 đoạn luôn. Đấy. Dạ. Đó, này, to, đó. Thì đó, khoảng 450.000 đấy. Đấy. Dạ. Đấy. Đấy. Còn, cần này còn rất đẹp nha mọi người, đây, rất đẹp. Đấy. Đấy. Thấy ghi vô đây cũng đây, NFT đây. Sao cái hãng này sản xuất toàn mấy cái... Đang mình bóc không biết toàn mấy cái cần khủng bố không, bản đẹp kia không biết, đây. Rất là đẹp nha mọi người, rất là mới đẹp luôn. Này, 4 đoạn, cần này cũng 5 mấy, cần này 5 mấy 25 nha mọi người, 5 mấy 25 có ghi luôn. Đấy. Khuyên đồ đầy đủ. Khuyên đầy đủ nha mọi người. Nói chung là cần này đầy đủ, mình thấy full đồ đó. Đấy, full đồ chặt chém sướng. Đấy, rồi. Cần này cần số 10. Cần này bán 500. Số 10 500 nha mọi người. Rồi. Cảm ơn mọi người đã dành thời gian theo dõi video của mình. Mọi người mua hàng thì liên hệ cho mình số điện thoại là 0786 55 55 99. Đấy. Rồi, cảm ơn mọi người nhiều nha.